Chào các bạn, chủ đề của video clip hôm nay là trình bày cái hướng xử lý một cái bình bông mai. Tại vì cái lỗi này hay thấy ở trên cái bình bông mai Mã Lai là bông mai tàu, bông mai mà bị dư xăng, mạch xăng guarantee rất là dư, ngay cả là đã để bếp phụ 35 rồi nhưng mà có thể là ra càng ra gió ra ngoài ba vòng luôn, càng ra gió thì cái tiếng máy nó càng cứng hơn và càng lớn hơn. Và nếu chúng ta ra nhiều quá, thậm chí là lấy ốc gió ra là nó nổ càng khỏe nữa, thì như vậy là hiện tượng này là dư xăng, mạch xăng guarantee. Rồi tôi sẽ không nói là dư xăng bếp phụ, vì bếp phụ bản thân nó chỉ là một thành phần tham gia trong cái mạch xăng guarantee thôi, nó còn có đường gió cung cấp vào mạch xăng guarantee, nó còn có mực xăng ly để mà tạo ra cái áp suất lấy xăng lên là nặng hay nhẹ tùy vào cái độ cao của cái mực xăng ở trong ly xăng. Do đó thì nếu chúng ta chỉ nói là dư xăng bếp phụ không thì nó không có đầy đủ, nhưng mà thường thì do con bếp phụ bị dư thì nói dư xăng bếp phụ thì cũng gọi là gần đúng. Thế thì trường hợp mà dư xăng quá như vậy á thì chúng ta có những cái cách xử lý nào? Ví dụ đây là cái bình này tôi đã gắn vào chiếc Jupiter tôi chạy đây, và thực tế thì phải để bít gió ra là trên 3 vòng một tí thì cái con bít này nè, thì các bạn thấy hiện tại là nó cũng đang lồi lên khá nhiều, mà là tôi để y nguyên từ trong chiếc xe tôi tháo ra, tôi không có chỉnh gì con bít này hết. Và con bát phụ đang để trong đây là con bát phụ 35, nguyên thủy của nó cũng là một con bát phụ, nhưng mà tôi nghi ngờ là vì nó không có đóng số gì cả, tức là bếp chính của cái bình này cũng không đúng số, bếp phụ cũng không đúng số, nói chung không có lăn cái mặt gì hết. Nhưng đo thì đo nó cũng trong cái khoảng 35 hoặc là hơn 35 chút, tức là tôi có những cái ni, ví dụ cái ni này là 30 thì cho vô rất là rộng rinh dễ dàng. Cái ni này là 40 thì không cho vô được, tức là cái 30 cái 40, tiếc là tôi không có cái ni mà 35 để tôi thử. Nhưng mà cái con này sẵn ở trên cái bình bông mai thì rất là dư. Sau khi tôi đổi qua cái đúng cái con bếp tương tự mà có số 35 á thì nó đỡ hơn một chút, tức là nó ra khoảng cũng phải ngoài 3 vòng. Mà như vậy chúng ta thấy là nếu cái con bít gió này, nếu bít gió này vặn ra nhiều quá thì cái lò xo trong nó lỏng le, nó không có đủ sức để nó tự hãm cái con bít gió được, và mình chạy thời gian sẽ rất mất bít gió. Mà thật ra thì nó cũng bít gió nó cũng chỉ ra một giới hạn rồi đó thôi, vì chúng ta thấy ở đây nó có cái đường gió vào và con bít gió này sẽ đạp vào trong một cái lỗ vuông góc cái đường này, là để cái đường này dẫn vào bên hông con bít gió chắc tôi phải lấy bít gió này cái mình này nó rất nhỏ so với lại cái lỗ mà cái con chúng ta thấy đây, cái lỗ này nó rộng rinh đây, tôi lấy luôn lò xo ra. Các bạn thấy lò xo tự hãm nó cũng có mức nào thôi, chứ chúng ta ra nhiều quá nó bung ra hết rồi, mà chúng ta có kéo ra cũng có ít thôi, chúng ta kéo ra khi chúng ta siết cứng rồi để canh gió, chúng ta ra từ từ thì nó cũng bị xẹp thôi, tức là kéo ra được thì ép vô được nó sẽ bị xẹp. Ta thấy là cái lỗ rất là bé, cái lỗ rộng nhưng mà cái mình con bít chỉnh gió là rất là nhỏ. Do đó thì
gió nó lòn bên hông mà đi vô một cái lỗ ở dưới đáy. À, để tôi phải mở cái thế chúng ta có thể quan sát được dưới đáy lỗ nó là cái lỗ bật, nó có bật để làm gì, để nó chịu cái lò xo lại. Dưới đáy nó là cái lỗ nhỏ, và cái lỗ nhỏ này thì chúng ta có thể dùng những cái cử hình trụ chúng ta đo, và tôi đã đo được nó lỗ nhỏ, nó đường kính nó chỉ có 2 ly thôi. Do đó là khi cái con ốc này ra một cái mức, mức gió này ra cái mức nào đó thôi, thì nó đã dở hẳn ra rất xa cái lỗ 2 ly đó. À, cái lỗ bên đây thì lớn hơn, lỗ bên đây thì nó khoảng 2 ly rưỡi. Ý lẫn, nó dẫn gió vào là thoải mái rồi, thì mình có ra nữa nó vô ích, nó đâu có tác dụng đâu. Ra khoảng ngoài 3 vòng là hết tác dụng rồi. Thì như vậy trong trường hợp mà nó, mà chúng ta ra hơn 3 vòng mà chúng ta vẫn cảm thấy càng ra nó càng lớn, lấy mít gió ra nó càng nổ khỏe luôn, thì như vậy là bắt buộc chúng ta phải tính một cái phương án khác, chứ không thể nào ra mít gió mãi được. Đây tôi xí cứng lại ra, đó ra 3 vòng các bạn xem. Nửa vòng, một vòng, một vòng rưỡi nè, hai vòng rưỡi nè, ba vòng đó, là nó cũng giống như hồi nãy đó. Tức là thợ nó chỉ nhìn thoáng qua là nó biết rồi, tức là chưa có đụng tôi vít tới, thì bạn đẩy xe tới mà nó nhìn thấy vít gió ra quá trời vậy là nó biết bệnh rồi. Thì đây thì khó, cái bình này ra phải 3 vòng trở lên thì garanti nó mới ngon được, và nó mới bớt dư, nó vẫn còn dư. Thì cái việc xử lý đầu tiên á, cái con bé phụ của con Mai á, là bé phụ răng của nó là 6 ly. À, răng của nó cũng như răng bình bay xì, răng số bình tay gà, răng đó là 6 ly nha các bạn. À, chúng ta thấy trên đây là qua vạch số 5 thêm một vạch trên cái mí đó nè. À, và trên đồng hồ thì nó chỉ gần tới số, nó chỉ gần tới số 0, tức là 5 ly 9 đó. Răng thì nó phải nhỏ hơn chút để nó lắp nhẹ nhàng, nó còn vặn tới vặn luôn mà. Rồi là chúng ta chú ý là răng nó, tại vì tôi nói răng là để chút nữa sẽ trình bày vấn đề khác, cái vấn đề đổi vít lơ của cái bình khác. À, cái thứ hai nữa là chúng ta chú ý cái này, tức là cái đường kính để mà nó lắp cái đầu mà hơi con mà hơi chổng cầu nè, là nó sẽ chui vào trong cái lỗ là vừa kính luôn, tức là để không có xăng, nó không có đi ra ngoài, mà xăng nó chỉ len vô đi ngang những lỗ ngang là thôi. Thì cái đường kính này chúng ta sẽ thấy nó là 3 ly rưỡi nha các bạn. À, 3 ly rưỡi. À, trong khi đó, ví dụ chúng ta thấy đây là những, đây là những con bé phụ của Rimway nè, thì à, răng của nó là 5 ly ha, 4 ly 9 là 5 ly đó. Và cái đầu côn ở đầu để mà chặn á, chúng ta gọi là cái đầu để nó nút kính á, là ở đây nó là 2 ly 9 nè các bạn ha. Đó là 2 ly 9. Nếu chúng ta kỹ á, mà chúng ta có đồ để đo thì chúng ta sẽ đo bằng cái banh me. Đây nó chỉ có 2 ly 87 thôi, chứ không được 2 ly 9 nữa ha. Đâu quay đi hướng khác rồi. À, nó chỉ có 2 ly 87 thôi.
Rồi tôi nói các bạn lưu ý là chúng ta cái việc thứ nhất là hạ số dít lơ, mà bây giờ trong đây nó đang là số 35 rồi, trong cái bình này đang số 35. Để tôi mở ra ha. À, cái con Zitler máy phụ Pilot Jet máy phụ á, cái bình này bình đang chạy tốt nha các bạn. Nó hơi dư nhưng tôi cũng đã điều chỉnh kim theo rồi, thành thử ra là sau khi tôi đổi cái con bác phụ mà không có số nào thì tôi nghi ngờ nó dư do con bác phụ đó, thì tôi đổi con bác phụ này vô. Đây con bác phụ này. Rồi chúng ta đã biết bác phụ đó là số 35 và nó vẫn đang còn dư. Thì cái cách đầu tiên khi xử lý mà nó bị dư vậy á, là chúng ta kiểm tra lại, nếu bình cũ á, thì chúng ta phải mở vít gió ra, chúng ta phải thổi thông thông cái lỗ này, vít gió này lấy ra luôn, thì chúng ta bịt ở đây, chúng ta thổi ở đây thì nó phải thông ra đây. Tất nhiên chúng ta sẽ thòn, chúng ta bịt luôn cái đường đường chỗ bác phụ lên nè, bịt luôn thì chúng ta thổi ý súng hơi á, thổi hơi mạnh vô đây thì phải ra đây mạnh, rất là mạnh. Gió nó phải không bị cản, đặc biệt đối với bình cũ thì nó dơ á. Tại vì nhiều khi chúng ta thấy cái đặc tính đi qua là nhiều bạn là trên cái hộp qua quét tùm lum, hoặc là bỏ dĩ sắt, bỏ mút, bỏ lọc hết. Do đó là bụi nó vô và chỉ một thời gian không lâu thì nó sẽ nghẹt. Nó nghẹt dần. Tại vì ở đây nó gia công xích rắc, nó có khoan vô đây rồi nó đi một cái chữ L ra nè. Chứ chỗ này nó đi một góc 90 độ thì nó nghẹt ở đây. Rồi ở đây nó đi qua thì nó sẽ xiên ngang ra để nó vô bên hông chỗ cái con bác phụ. Do đó nó cũng rất dễ bị nghẹt. Thành thử ra chúng ta phải thông. Rồi nếu đã thông rồi, trên bình mới thì nó đâu có nghẹt nữa. Mà nó bị dư vậy. Trên bình mới bị dư vậy. Thì việc đầu tiên là hạ bác phụ xuống. Sau khi kiểm tra cái đường gió nó thông thoáng rồi thì hãy hạ cái phụ xuống. Nếu 35 nếu bác phụ này là 35 thì hồi nãy tôi đã kiểm tra đó, tức là nếu nó 35 thì chúng ta thị trường thì nó có số 30, còn trong catalog của Cayenne thì đối với bình Cayenne B28 thì nó chỉ có bác phụ tới 32 thôi. Có tới số 30 là do cái thị trường của Việt Nam mình hãy có thợ nó cần thì chợ nó sẽ làm cung ứng thôi. Tức là có cầu thì có cung, nó quy luật thôi. Chứ còn nó nhỏ nhất của hãng, nhỏ nhất làm tới 32 nè các bạn. Lớn thì có lớn, nó không chỉ là tới 42, 45 mà nó có 50, 55, 60, 65 luôn. Tức là cái con bác phụ Jean của cây hiên nó có tới số 65 nhưng mà số nhỏ tới 32 thôi. Thì chúng ta tìm cái số nhỏ hơn thay vô. Trường hợp nữa, nếu chúng ta đã thay tới số 32, 30 nó vẫn dư thì làm sao? Chúng ta phải kiểm tra tiếp tới cái việc cái mực xăng ly. Nếu chúng ta, tức là cái bước thứ nhì nữa, chúng ta kiểm tra mực xăng ly. Nếu như chúng ta để cái phao nó gì mà cái để tự nhiên, chúng ta không ngửa hẳn gì, ngửa hẳn gì thì cái trọng lượng của phao chúng ta để hơi nghiêng vậy thôi ha. Tức là nghiêng khoảng
45 độ. Và chúng ta thấy là cái phao này nó cũng không có bị dư 1 cm nữa các bạn. Thậm chí phao này nó hơi vảnh lên vậy là cũng là vừa đó ha, chứ không có bị dư, thậm chí là nó hơi thiếu cm nữa. Nhưng trường hợp mà chúng ta không tìm được cái con bé phụ như ý á, không tìm được bé phụ nhỏ hơn á, thì chúng ta sẽ bẻ lưỡi gà phao. Ví dụ nó đã như vậy rồi, bây giờ tôi muốn cho nó mực xăng ly thấp xuống, thì các bạn, nếu các bạn chịu cái lưỡi gà này thì chúng ta sẽ để tôi bẻ lên. Đó, tôi bẻ nhỏng hơn hồi nãy nè, là ăn gian một xăng ly nè. Ăn gian một xăng ly để làm gì? Để nó thiếu xăng. Thiếu xăng thì thiếu xăng toàn bộ, từ xăng kim cho tới xăng bếp phụ, cái nào cũng thiếu hết. Ăn gian một xăng ly để cho nó thiếu xăng, vì nó đang bị dư mà. Rồi sau đó nếu kim nó thiếu thì chỉnh kim lại. À, nhưng trước mắt là nó đang dư xăng, mặt xăng guarantee quá trời, tức là kiểm tra đường gió nó cũng ok. Bếp phụ giờ xuống 35 rồi mà không có bếp phụ 32, 30 để bỏ vào, thì các bạn ăn gian một xăng ly. À, ăn gian một xăng ly. Như vậy là đang thiếu xăng ly nè. Nhưng vị đang quá dư thì tôi ăn gian một xăng ly, thì tôi sẽ khả năng tôi sẽ không còn ra gió trên 3 dòng nữa, mà tôi sẽ ra gió trong khoảng từ 2 dòng rưỡi tới 3 dòng thôi. Vì đây là một cái mánh lới ha. Tức là chúng ta, nhiều bạn không hiểu nó như vậy, nhưng mà tới khi nó đứng, nó làm việc đứng lên như vậy, tức là trong tức là vô như vậy, xăng trong ly nó sẽ cạn hơn hồi trước lúc bẻ phao. Là tại vì sao? Tại vì phao nó đã bị hất lên rồi. Do đó phao nó sẽ nổi lên, không có nổi lên cao mà nó chỉ hơi nổi lên đã đóng con tu lại rồi. Đó, thì đây là cái ăn gian mặt xăng ly, ăn gian mực xăng ly, ly là ly xăng á, cho nó cạn xuống để cứu cái guarantee là nó đang dư, quá dư. Thì đó là tôi đang nói những cái cách dễ làm. Tới cái cách thứ gì nữa, bây giờ cái lỗ dưới đây là lỗ 35 mà chúng ta không có con bét lỗ nhỏ hơn, thì các bạn tìm những cái con bét nào đó, răng cũng là răng 6 ly, đầu này cũng bự bằng như vậy ha. Chúng ta thấy nó dài ngắn khác nhau kệ đó, nhưng răng nó giống nhau nè. Từ hết cái khúc răng cho tới lên tới cái khúc mà nó đậy lại ở trong đáy cái chỗ mà bắt bếp phụ á, trên đầu bon này nè, nó bằng nhau. Ăn từ răng cho tới đầu này bằng nhau, đường kính nó giống nhau. Đường kính này nó là 3.5 ly ha, của Rimway nó 2.9 ly thôi, nhưng đường kính của 125 từ tay ga cho tới xe tới bông mai, từ những bình tay ga tới bình bông mai rất nhiều cái anh là nó giống như vậy, tức là 3.5 ly. Cái đầu bun này á 3.5 ly, răng dưới là 6 ly. Thì các bạn tìm những cái anh nào mà cái lỗ ngang này nè cũng 35, mà nếu lỗ ngang nó nhiều hơn hoặc là nó lớn hơn, thì chúng ta sẽ thay vô cái lỗ ngang này, là nó dẫn gió ở ngoài vô nè. Lỗ gió tức là xăng ở trong ra, rồi gió nó mới đi vô trong này, rồi nó đồng thời là nó tán xương nó xăng luôn. Những cái lỗ gió xung quanh này nếu nó càng nhiều lên, thì bản thân cái con bác phụ này nó chế biến một cái hòa khí là nhiều gió mà xăng
tức là xăng vẫn là 35 mà cái đường gió vô nhiều hơn. À, tức là nó tán ra một cái quả khí nghèo hơn đó các bạn. Rồi, nếu như đây hai con bé này đều cũng là đều cái số lỗ, mà lỗ ngang nó giống nhau nè, thì bây giờ bên đây cũng 2, bên kia cũng 2 là 4, đây 2, bên kia cũng 2 là 4, tức là đều 8 lỗ hết. Thì hoặc là tăng về số lượng, hoặc là tăng về đường kính. À, tăng về đường kính. Đường kính này của nó đang là 0.55. Thì tăng về đường kính chúng ta phải có mũi khoan. Tôi nói ý vậy, hoặc là tăng số lượng lỗ, hoặc là tăng về đường kính, thì sẽ làm thay đổi được là giàu xăng hay nghèo xăng chính trên ngay con bé phụ này, mà không có thay đổi cái số lỗ ở đuôi này. Vì dưới 35 thì không có, mà nếu chúng ta làm kỹ thuật, chúng ta lấy ruột dây đồng để chúng ta chêm vô đây thì nó kỳ cục, không có chêm ruột dây đồng vô đây. Rồi, cách thứ nhất là hạ bếp phụ, cách thứ hai là bẻ phao cho mực xăng ly thấp xuống. Cách thứ ba là tìm cái những cái con bếp phụ ở những cái xe khác mà nó cùng răng 6 ly, nó cùng cái đầu buôn ở trên là 3 ly rưỡi, mà nó có số lỗ ngang, nó có số lỗ ngang nhiều hơn hoặc là lỗ ngang lớn hơn. Trường hợp không có tìm vậy thì chúng ta khoan những cái lỗ ngang này lớn lên, hoặc là chúng ta khoan thêm lỗ ngang. Và để cho thuyết minh thêm cái điều đó thì chúng ta thấy ở đây là hai con bác phụ rất là khác nhau nha các bạn. Chúng ta để ý con bác phụ, đây là bác phụ rim hết, con bác phụ bên tay trái là có 2 với 1 là 3, 2, 1, 3, tức là đối xứng nhau á, thì con bác phụ này có 6 lỗ nè. Cái phụ này có 6 lỗ, và cái số của nó là số... Cái máy này vừa quay ở dưới, vừa quay cái đồ cầm trên tay, nó không chụp được. À. Số nó là, cái con này 6 lỗ, số nó là 40. Rồi, cũng y như vậy. Cái anh này thì không phải là 6 lỗ, mà anh này là 2, 4, anh này là 8 lỗ. À, số nó 42 nha các bạn. Tính tỷ lệ ra, ở đây người ta có gia giảm. Cái con 42 này, bên tay trái là con 40, là con 6 lỗ là cái 940 nè. Bên tay phải là con 8 lỗ là cái 942. Thì cái con bên tay trái là tán xương là không nhuyễn con bên tay phải. Nhưng ngược lại, cái con bên tay phải tuy là bét số 42 nhưng mà nó lại cho cái tỷ lệ nghèo xăng hơn. À, tôi đã tính ra rồi. Trong khi đó là cái con bên tay trái thấy cái bét nó xuống 40 nhưng mà nó lại giàu xăng hơn con bên tay phải. Tất nhiên ở góc độ mình chỉ là người chánh chỉnh thôi, thì cái việc mà chế biến khoan thêm lỗ hoặc là khoan lỗ lớn ra gì đó thì nghe nó có vẻ rắc rối quá. Thì đó là tôi nói trong những cái tình huống, ví dụ tình huống thứ nhất là bây giờ tôi hạ số 35 xuống số 32-30 mà giờ tôi không tìm mua được những cái con bác 32, những con bác phụ 32, bác phụ 30 tôi không tìm mua được. Thì các bạn chú ý tìm những cái con bác phụ tương đương là giống cái răng 6 ly và giống cái đường kính 3 ly rưỡi ở những xe khác, mà nó giống hai yếu tố đó, đồng thời cái số lỗ ngang này nè nó nhiều hơn thì nó sẽ nghèo xăng hơn á. Cùng là 35 nhưng số lỗ ngang này cứ nhiều lên là nó sẽ quả khí nó sẽ nhạt hơn, gió nó vào nhiều để nó tán sơn nhiều. Rồi, một cái
nguyên nhân nữa mà gây cho xe là nó bị dư xăng, mạch xăng gân ti là rất dư, là do cái sự chế tạo cái rãnh gân ti ở trên cái vị trí giữa cái đầu cục ga và trong cái lòng máng ở trong cái họng của bình xăng á. Và tôi soi cái đèn vô các bạn thấy nó có một cái, có cái ánh sáng mà tôi lấy đi là mất ăn, tôi để vô nè các bạn thấy nè, lấy đi nè. À, nếu cái rãnh lòng máng mà người nhà sản xuất chừa còn lớn quá đó thì cái ga răng ti nó sẽ giật xăng lên rất là mạnh, do đó là không có cách gì chỉnh được hết. Các bạn thấy được chưa, tức là tôi dở lên nè, từ khi tôi thả xuống hết nó vẫn còn một cái khe sáng, thấy không? Đó, vẫn còn cái khe sáng đó. À, tôi lấy ra nè, để vô nè, để đèn vô nè, để đi nè, để đi nè, lấy đèn ra bên ngoài luôn nè ha. Và chúng ta có thể quan sát từ phía trên này để tôi nói là nó có cái lòng máng. Trên một số thiết kế thì nó người ta làm cái rãnh gang ti ở trên đầu cục ga giống như rimway đó. À, nhưng mà trên cái đầu cục ga này thì không có cái rãnh nào hết, nó bằng ha. Thì như vậy cái rãnh nó nằm ở đâu các bạn? Rãnh nó nằm ở, rãnh nó là một cái lòng máng nhỏ, nó nằm từ ở trong đi ra tới cái vành, hình vành khăn mà chỗ cục ga ngồi vô, chúng ta thấy có cái máng đó. Thì nếu cái máng nó chừa sâu quá là gang ti nó lên rất là mạnh. À, các bạn thấy rõ ràng nó có cái máng đó. À, thì nó trong đây nó làm sáng trưng, thành ra chúng ta nhìn cái gì nó cũng chói chói mà vẫn có thể nhìn được. Đó, thì chính cái lòng máng đó đó, mà nếu nó sâu quá, nó lớn quá thì cục ga có ngồi xuống tới mấy thì nó đụng cái hình vành khăn thôi, nó không xuống được nữa. Thì giữa vành khăn với cái lòng máng đó nó vẫn còn cái khoảng cách là khoảng 3-4 cm, 5-6 cm gì đó. À, nếu cái khoảng cách nó chừa lớn quá thì gan ti nó sẽ rất là dư xăng. Và cái bình này là đang bị là dư xăng, mạch xăng gan ti rất là dữ nè. Và để dễ hiểu hơn thì tôi sẽ nói cái máng đó ở trên cái bình của tức là cái rãnh gang ti ở bên cái bình này, tức là bình này cũng là bình cục ga 28 ly đây, nó bằng tương đương như bông mai, mà cái rãnh nó không có chừa ở bên cái họng, cái họng làm trơn đây, nhưng cái rãnh nó nằm trên cục ga. Ta thấy nè, tôi lấy đi nè, để vô nè, đi nè, để vô nè, và mở cục ga ra cho các bạn xem. Đây là cái rãnh này đây. Hồi nãy chúng ta rọi đèn ta thấy rất lớn, nhưng nhìn đây là cái rãnh này rất là khiêm tốn. À, nó chỉ sâu xuống mấy gem thôi, 3 gem, 4 gem vậy đó thôi. À, nếu mà nó lớn quá thì lấy ốc ga ra luôn, nó không tắt máy. À, rất, nó rất giàu xăng, tức là chỗ này nó kích xăng lên, thành thử rồi rãnh này càng chậm và càng lớn thì nó sẽ giật xăng lên càng mạnh. À, chúng ta không thể nào mà ra gió cho sể với nó. À, ngược lại nếu cái rãnh này cạn quá thì sẽ dẫn tới cái hiện tượng là xăng nó giật lên không nổi. À, các bạn nên nhớ là ở đây nó có vấn đề là xăng nó lên nó được trộn 2 lần, tức là lần thứ nhất từ con bếp phụ nó dẫn lên cái lỗ gang ti ha. Ê, hey, chúng ta thấy con cái lỗ nhỏ xíu á, gần mấy cục ga đó. Lỗ đó là lỗ xăng gang ti, thì chúng ta tưởng rằng nó dẫn lên là nó xài luôn hả? Không, nó dẫn lên rồi nó trộn với lại cái gió từ bên này qua, mà qua theo cái rãnh này. Tức là khi nó vừa giật xăng bếp phụ lên là xăng đã tán thành xương, tức là đã trộn lần thứ nhất rồi. Và nó thêm cái lượng gió của cái qua cái rãnh này, thì gió ở ngoài qua lãnh này đồng thời nó trộn thêm một lần thứ nhì nữa.
với lại cái xăng bếp phụ lên thì nó mới ra được một cái hòa khí chuẩn để đưa vô trong cái co xăng vô đầu bò, tức là vô bùng nổ. Anh thử ra là nó trộn hai lần á, nó hòa trộn hòa hai lần. Và cái nhưng chúng ta hiểu, phải hiểu tức là cái rãnh này chúng ta thấy là đúng là rãnh gió, rãnh cho gió qua, nhưng gió qua để tạo áp thấp và giật xăng lên. Gió qua cửa hẹp thì tăng tốc độ và giảm áp suất, tạo chân không giật xăng lên ha. Mà cái rãnh này càng lớn ra thì lại càng dư xăng chứ không phải thiếu xăng nha các bạn. Nhớ nha cái điều này, rãnh này càng lớn ra, nếu các bạn là không tin thì lấy cái dũa nhỏ đây, ví dụ bây giờ tôi muốn nó, bây giờ tôi không ra gió được, ra được có nửa vòng à, thì tôi lấy cái dũa nhỏ nè, tôi sẽ dũa ở trong cái rãnh này, là tôi dũa rãnh này cho nó sâu xuống. Ví dụ tôi dũa tôi đẩy chừng 4-5 cái thôi, tôi đẩy tùy theo lượng nặng nhẹ 4-5 cái thôi, rồi là tôi lắp vô thì các bạn sẽ thấy là các bạn ra gió được. Ví dụ trước đó là ra một vòng, các bạn đẩy chừng 5 cái này, đẩy mạnh tay 5 cái này vô đúng cái rãnh đó, chứ đừng có đẩy rộng hai bên. Các bạn lắp vô trở lại, các bạn sẽ ra gió thêm được ít nhất là nửa vòng nữa. Thay vì trước đó nó chỉ có nửa vòng thì giờ các bạn ra gió được một vòng mốt, một vòng hai. Thì suy luận ngược lại, ví dụ bây giờ trên cục ga này á, thì bên lượt nè, ví dụ bây giờ nó dư xăng bếp phụ quá, các bạn dạt cái đầu cục ga này đi, dạt đi chừng một giám hai giám thôi, thì cái rãnh cái rãnh gang ti này nó sẽ bị hẹp lại, tức là nó sụp xuống. Thay vì trước đây nó sâu 4 giêm thì giờ nó sâu còn có 2 giêm và 2 giêm rưỡi nữa các bạn. Rồi canh từ từ thì tự nhiên là sẽ không ra gió nhiều như trước nữa, thay vì ra 3 vòng thì giờ ra 2 vòng rưỡi thôi. Còn trên cái lòng này hoặc là trên cái bình này cũng vậy ha. Chúng ta thấy như vậy nhưng mà nó có chừa lại cái máng, tức là chúng ta nhìn hướng này xuống chừa cái máng, mà không bao giờ cái cục ga mà đậy mất ánh sáng hết được, tức là luôn luôn nó còn cái hình bán nguyệt ha. Cục ga ngồi vô nó sẽ còn vẫn còn cái hình bán nguyệt. Thì trên như thế này chúng ta muốn hạ xuống thêm nữa thì chúng ta phải có con dao sấy, chứ chúng ta đâu có dùng dũa, đâu có cách nào chúng ta làm được, mà làm trên cục ga đâu được. Cục ga này nó đâu có rảnh ở đâu mà xử nó, chỉ có xử trong đây thôi. Xử đây phải có dao đúng, dao đúng tốt nó luôn. Ví dụ nó đang 30 ly 25 chẳng hạn, phải đúng dao 30 25, nhấn sâu xuống, nhấn sâu xuống một gem hai gem gì đó là tự nhiên là không ra gió được nữa, không ra gió nhiều nữa, tự nhiên bớt. Nếu các bạn làm mất cái rãnh nó luôn thì gan ti nó rất là lộn xộn, nó không có gan ti luôn. Và đó cũng là cái kỹ thuật mà lúc phục hồi á, thì cái người thợ phục hồi sẽ được hướng dẫn rất kỹ, tức là mình phải chừa lại một cái máng chút xíu. Thậm chí nếu mình lỡ mà cái máng đó mình làm nó mất luôn thì mình phải đi dùng cái dũa tròn để mình đầu nhỏ đó, để mình sủi cho nó có cái máng đó thì nó mới có gió qua, nó mới có gan ti được, mới ra gió được. Tóm lại khi gặp trường hợp mà cái bình bông mai mà nó quá dư mạch xăng gan ti á, thì các bạn lưu ý tức là kiểm tra lại cái đường gió cung cấp vào cho cái con bếp phụ nó có bị nghẹt hay không, dùng súng hơi để xịt để thông gió nó, vì nó rít rắc, nó hình thức thợ nữ là không có thể dùng những cái que để thông được. Rồi sau đó đó thì cái cách làm thông đường là chúng ta phải hạ bếp phụ. Hạ phụ ví dụ đang gắn 35 mà vẫn còn dư thì thị trường nó có bếp phụ 32 30, thì cố tìm để thay vô. Trong trường hợp không có bếp phụ 32-30 thì chúng ta sẽ có thể tìm cái con bếp phụ tương đương, tức là tương đương là cái gì? Có tương đương là có cùng cái đường kính răng là 6 ly, rồi đường kính cái đầu bôn để đạp vô cho kính là đường kính là 3 ly rưỡi, tương đương như vậy. Nếu có số nhỏ hơn thì hay quá, còn nếu không có thì các bạn chú ý là tìm những con tương đương và cái số lỗ ngang này nó nhiều hơn. Bếp phụ tôi thấy trên hầu như tất cả các bình xăng từ tay ga tới xe số và tới số 35 là hết, tức là số 30
mà có bạn nào đó nói tôi tới chợ Tân Thành nó bán đầy á, thì cái đó là đúng là tôi cũng chưa có xài. À, nhưng nếu có số 30 rồi thì chúng ta canh dễ dàng rồi. Có, trong trường hợp không có hoặc là chúng ta không đi tới được cái nơi đó để mua, chúng ta sẽ tìm những con cá cụ nào răng giống như vậy, đường kính này giống vậy, nhưng mà cái lỗ ngang này nó nhiều lỗ hơn. Nhiều lỗ thì thế sẽ thêm gió và làm nhạt săn đi. Cái nữa là nếu không, trường hợp cũng không tìm được con nào khác hơn thì chúng ta lấy nó, lấy đúng nó, thì chúng ta khoan những cái lỗ ngang này cho lớn hơn. À, khoan lỗ ngang của những con bé phụ bông mai nó đang là 0.55 á, các bạn dùng mũi khoan 0.6, 0.65 vậy các bạn khoan lớn ra. À, nếu chúng ta cẩn thận thì chúng ta khoan từ từ thôi, thay vì khoan tất cả các lỗ thì các bạn khoan ít ít thôi, ví dụ khoan 2 lỗ, 4 lỗ, chúng ta lắp vô chúng ta thử lại. À, đó là cái cách binh lên cái con máy phụ. À, cách kế đó là chúng ta sẽ bẻ phao, tức là ăn gian mực xăng ly để cho mực xăng ly cạn xuống thì nó sẽ thiếu xăng. À, và cái điều này rõ ràng là dễ thực hiện nhất, nhưng nếu ăn gian mực xăng ly mà chúng ta bẻ phao nhỏng quá thì nó sẽ tạt cái đuôi của con bông tu và nó rất là dở. À, tức là đây tôi nói ví dụ giờ các bạn ăn gian mực xăng ly, cái phao các bạn nhỏng lên như vậy nè, để khi nó phao nhỏng lên như vậy để ăn gian mực xăng ly, và mực xăng ly cạn lại thì cái lưỡi gà nó nằm xiên, nó sẽ tạt cái đuôi con tu qua dễ bị chạy xăng đó. Đây cũng là một cách làm ăn gian nhưng mà cũng có chừng thôi chứ không phải vô tận. Rồi như vậy là vừa bên lại trên con bé phụ nè, bé phụ nhỏ hơn hoặc là lỗ ngang con bé phụ khoan lớn ra, hoặc là khoan thêm cái số lỗ ngang trên con bé phụ, tức là tăng số lỗ ngang hoặc là tăng đường kính lỗ ngang. Nếu không có tìm được bé phụ nhỏ hơn, ví dụ 35 thì phải có 32-30, nếu không có tiếp cận được, không mua được thì chúng ta bên là cách đó. Bé phụ nè, rồi bẻ phao để hạ mực xăng ly nè, rồi chỉnh cái trên cái con, trên cái bình bông mai á, thì cái rãnh gan ti nó nằm ở phía bên cái máng ở trên cái họng xăng, do đó là xử lý nó rất là khó. À, nhưng nếu trên cục ga thì các khi các bạn làm cái dạt cái đầu cục ga này đi, làm cho cái rãnh này nó cạn lại 5% một gen hoặc là hơn nữa thì sẽ không ra gió được. À, tại vì trước đây ra gió 3 dòng, nó sẽ chỉ còn ra gió được 2 dòng hoặc là 1 dòng rưỡi thôi. Tức là cũng là một cái mánh lới, nhưng trên cái cục ga này thì dễ làm điều đó. À, và có máy tiện nữa, còn nếu mà trên cái bình xăng đó thì phải có dao xoáy để xoáy nó. Rồi, tóm lại thì trước khi kết thúc thì tôi cũng lưu ý, tức là những cái bình xăng giá trị rẻ tiền đó, những bình xăng 200-400 ngàn á, những bình bông mai mà giá trị thấp á, thì nó có tuy là về hình thức nó cũng rất đẹp nhưng mà độ chính xác nó tương đối thôi, do đó chúng ta phải chịu khó canh. Ở những trường hợp quá dư hoặc là quá thiếu á, thì có thể tha thứ được vì nó có sai số trong chế tạo, nhưng thường á, là gặp bắt gặp là do chúng ta lắp đặt không đúng. À, trường hợp mà quá thiếu á, thì do các bạn lắp đặt những cái vị trí ron này vào trong co ha, hoặc là cái dưới chân này vào trong đầu vò mà lắp bị xì thì nó đã lòn gió rồi, do đó không thể nào ra gió được, thì các bạn cứ nghĩ là cái bình nó thiếu, không phải, do chúng ta lắp bị xì. Trường hợp bị dư thì chúng ta coi cái đường gió vào, cái đường chúng ta kiểm tra mở ra như tôi đã hướng dẫn, coi đường gió vào đây nó có thông không, nó có thông được tới tận con máy phụ hay không, có bị nghẹt cái gì trong đó hay không. À, vì vô tình trong quá trình lắp nổ máy hay cái gì đó chúng ta để một cái gì đó nó rơi rồi nó bị hút vào trong đây, dầu là bình mới, thì chúng ta chú ý những cái về phía chúng ta trước đã, rồi kế đó chúng ta mới đánh giá là cái này có thể do lỗi của sản phẩm. Ngoài ra đối với lại những cái bình chất lượng cao, những cái bình đúng của hàng Nhật
những cây nhập hoặc là những bình đúng hàng nếp bi xịn của Ý, tức là nếp bi đúng hãng, những hàng rất là đắt tiền. Mà nếu những trường hợp quá dư quá thiếu gì á, thì cái động tác đầu tiên dĩ nhiên là mình cũng nên kiểm tra lại mình lắp, như hồi nãy tôi đã nói mình lắp có sai sót gì không. Cái động tác thứ hai thì có thể mình yêu cầu phía bên nhà cung cấp là bảo hành cho mình, chứ chúng ta không có nên là chúng ta tự tiện chúng ta binh quá nhiều trên cái sản phẩm người ta. Vì một sản phẩm đẳng cấp thì chắc chắn là cái khâu hậu mãi nó cũng có bảo hành đầy đủ, nếu chúng ta mua hàng trong hãng chứ không phải là chúng ta mua hàng trôi nổi. Và tôi cũng nhắc lại luôn, tức là tôi cũng không khuyến khích các bạn là dọc vô quá nhiều ở trên cái sản phẩm mà của các nhà sản xuất, đặc biệt là những sản phẩm mới tinh. Thì các bạn nên yêu cầu cái hướng bảo hành thì nó hay hơn. Còn cái chuyện mình dọc ở đây thì các bạn tò mò hỏi tôi là có cách nào làm hay không, thì tôi bày ra những cách như vậy. Chứ không chủ trương là khuyến khích các bạn phải làm như vậy. Trong trường hợp các bạn dọc bình của các bạn nói tôi muốn làm gì đó tôi làm, nhưng mà có những việc làm rồi thì không có dè lại được nha các bạn. Các bạn lưu ý giùm tôi vậy, có những việc giống như là mình giống như cái vụ bưu điện cầu voi á, đỉnh cao vực sâu, tức là cái đi lố ra rồi, lố qua đỉnh cao rồi thì sẽ rơi xuống vực sâu thôi, đi vào những ngã rẽ không thể quay đầu được. Thì thôi, đó là tay cái lời kết thúc. Thì thân ái chào các bạn.